Đấy, quá đẹp rồi. Ok, chào các bạn và chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Và cái video mới mà mình vừa mới show cho mọi người xem đó chính là mình vừa mới thay thêm một cái lens mới. Mình vừa mới mua thêm một cái lens để có thể là việc vlog của mình nó được trở nên chất lượng hơn. Ok, chào các bạn, mình là Đạt và mình làm video về thời trang cũng như là một số cái tip mà nó liên quan đến đời sống và hữu ích với cả mọi người. Mọi người nhớ là đừng quên ủng hộ mình bằng cách là bấm like và subscribe. Bên cạnh nút subscribe thì có một cái dấu chuông, mọi người có thể bấm vào dấu chuông đó để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Như mọi người đã đọc tiêu đề rồi, là ở cái video này mình sẽ làm về hai cái đôi giày Vans mà mọi người nên có trong cái tủ đồ của mình. Nó phù hợp với tất cả mọi hoàn cảnh, từ các bạn đi chơi, đi học, đi làm hay là đi bar, đi party, đi sự kiện các thứ đều vẫn rất là ok. Và trước đấy thì mình cũng có đọc qua về cái lịch sử của giày Vans. Thì nó có nói là giày Vans, cái đôi giày đầu tiên được sản xuất vào năm 1966 tại California. Cái đôi giày Vans mà họ làm ra đầu tiên ấy bán đâu đó chỉ từ 2 đồng cho tới 5 đồng thôi. Ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì là cái giá từ 2 đô đến 5 đô đấy nó rất là rẻ. Nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng hơn 100.000. Nhưng mà còn ở cái thời điểm đấy thì nó lại là một cái giá khác, một cái giá rất là cao rồi. Và đúng các bạn biết là cái đôi giày đầu tiên mà Vans làm ra nó có tên là gì? Để mình sẽ lấy cho các bạn xem cái đôi giày đấy. Đây, cái đôi giày đấy của mình đây. Cái đôi giày đầu tiên mà Vans làm ra ấy là họ gọi bây giờ là đôi giày là Vans Authentic. Thì ở đây mình có một cái đôi giày Vans Authentic. Về cái đôi Vans Authentic này các bạn có thể thấy là nó rất là đơn giản không? Chỉ có đúng một cái đế cao su, một cái vạch đỏ và một cái đường vải màu đỏ cũng như là màu trắng. Thì đây là một đôi giày Vans Authentic có tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Và vừa rồi cũng chỉ là một chút kiến thức của mình về cái giày Vans mà mình tìm hiểu được. Và bây giờ sẽ là một cái vào cái phần chính của cái video này. Và ok, và cái đôi giày đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người mà mọi người cũng nên có trong tủ đồ của mình ấy là một cái đôi giày, đó chính là đôi Vanvor Checkerboard. Và Vans nó chia ra cũng hai loại, nếu như mình không nhầm thì chia ra làm khoảng hai loại. Làm bản Vans bình thường, một bản là bản Vanvor. Vanvor là cái dòng mà nó mất được cái vạch đen này này, và cái chất liệu của nó cũng sẽ khác đi một chút. Thì đây là một cái đôi giày mà mình đã mua cách đây khoảng 2 năm rồi. Và mình cũng có ăn làm một cái video về unboxing về cái đôi Vanvor này rồi. Các bạn có thể bấm vào cái phần chữ Y ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải cái video này để có thể xem lại. Thì đây là một đôi Vanvor Checkerboard. Bởi vì là cái đôi giày này này, các bạn có thể phù hợp với tất cả những cái loại quần, như là quần jean, quần tuban, quần track pant. Bởi vì là nó có một cái phối màu. Cái phối màu của nó ấy là bao gồm 3 màu, là màu đen, màu kem và màu trắng của đế giày. Thì ở đây là một cái phối màu mà nhìn nó thực sự rất là hài hòa. Và một cái phối màu mà làm lên một cái tên tuổi mới của Vans, đó là cái đôi Vanvor Checkerboard này. Và ngoài ra thì đối với những đôi Vans khác ấy, là cái phần tag này của nó này, cái phần tag này của nó sẽ là màu đỏ, còn cái đôi Vanvor sẽ là màu xanh. Và các bạn có thể mặc cái đôi này để đi học, mặc cùng với cả quần đồng phục hay là quần thể thao các thứ thì vẫn rất là ok. Cái đôi, và ngoài ra thì cái đôi này, giày này cực kỳ là fresh vào mùa hè. Nhưng mình không phải là sai, nhưng mà những cái đôi giày Vans mà mặc vào mùa hè ấy, thì nhìn nó có một cái sự gì đó, nhìn trông nó rất là clean. Đối với mùa đông thì ok, các bạn có thể mặc với cả quần jean có zipper hoặc là quần jean thường cũng rất là đều đẹp. Và về cách chọn size của cái đôi giày Vanvor này thì mình nghĩ là các bạn nên chọn giảm đi một size so với cái đôi giày bình thường. Chắc các bạn đã thắc mắc là tại sao mình lại cho cái lót giày của cái đôi Easy ở đây. Thì khi mà mình mua cái đôi này về ấy, là nó bị rộng hơn so với chân mình, thì đến khi mà mình đi mình bị nhấc gót lên. Và chính vì vậy nên mình đã lấy một cái lót giày của cái đôi Easy này mình cho xuống dưới để mình đi cho nó fit hơn. Thì đây là một, có thể nói là một cái đôi giày gọi là signature của cái dòng Vanvor. Nó thực sự rất là đẹp. Và về cái phần midsole này của nó thì được làm 100% bằng cao su, và nó dày hơn so với cả cái đôi giày ven bình thường một chút. Phần upper thì vẫn làm như mọi khi thôi, là được làm bằng vải, sau đó thì sơn màu lên thôi. Và mình nghĩ là các bạn đi đôi này thì nên giữ một chút, không nên làm nó bẩn quá, bởi vì là khi mà bẩn quá thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Về cái đôi dòng Vanvor này, nó sẽ cao hơn với cả cái đôi giày ven bình thường. Và ngoài ra thì mình cũng có một cái đôi ven bình thường ở đây để mình lấy cho các bạn xem. Bây giờ mình đã không còn đi cái đôi giày ven này nữa rồi, cho nên là oh no, nó vẫn hơi bẩn, nhìn nó hơi bị nát ấy. Thì đây là một cái đôi giày ven checkerboard mà bản này gọi là bản classic của Vans. Thì các bạn thì thấy là nhìn cái form giày này nó cũng na ná với cái giày kia thôi, nhưng mà nó có thêm một cái viền đen ở đây. Sorry các bạn, là cái đôi giày này mình không đi nữa, cho nên là mình cũng lười vệ sinh ấy của mình thôi, và mình cũng chỉ để nó trong hộp giày thôi ấy. Mình không đi tới, cho nên là
nó hơi bị bụi một chút, mong các bạn thông cảm. Và tại sao mình lại nói là cái đôi Van Vogt Superbot này có thể đi được mọi trong trường hợp, bởi vì các bạn có thể thấy là cái màu chủ đạo của nó ấy chỉ có bao gồm là 3 màu. Về cái màu này thì nó không quá là màu mè, chứ là ví dụ như là các bạn mặc một chiếc áo t-shirt ở màu mè đi chăng nữa ấy, mà các bạn đi cái đôi giày này vào thì ok, nhìn cái bộ outfit của bạn trông sẽ vẫn có sự liên kết. Thì đây là một cái đôi giày slip-on của Van, cho nên là cái phần cổ của nó ấy, phần cổ các bạn cho chân vào ấy, nó sẽ to hơn và dài hơn so với tất cả những cái đôi giày khác. Và về cái đôi này thì mình cũng thường xuyên mặc đi ra, và cái đôi giày này mình cũng thường xuyên đi ra ngoài đường, bởi vì là cái sự tiện lợi của nó. Nó là một đôi giày slip-on mà, cho nên là các bạn chỉ cần mặc quần áo vào và cho chân vào là xong, không cần phải buộc dây giày. Và đó là một cái đôi giày đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên mua ở Vans, đó là một đôi giày Van Vogt Superbot. Ở cái đôi giày thứ hai này thì nó là một cái đôi giày mà mình nghĩ là một số bạn đã có rồi. Nó là một cái đôi giày, đó chính là đôi Van Old School, nhưng mà đây là bản bản này là bản Style 36. Thì đây là một cái đôi giày Van Old School, nhưng mà bản này của mình ý, nó là bản Style 36. Cho nên là các bạn sẽ có một cái phần lưỡi gà này nó ngắn hơn so với những cái đôi giày Van Old School khác. Sorry các bạn là ở đây mình không có một cái đôi giày Van Old School, bởi vì là mình đi cái đôi đấy mình làm nó bít quá rồi, mình làm nó cũ quá rồi, nên là mình đã vứt nó đi. Và về cái đôi Van Old School bản bình thường ấy, là nó khá là giống với cả đôi này ở cái chỗ là nó cũng thiết kế hiệt như này, nó dài ra và ở cái đường lưỡi gà này nó to hơn so với cái bản Star 36 mà mình đang sử dụng này. Và nó có một cái vạch đường line màu đen ở đây nữa. Thì tại sao mình lại khuyến khích các bạn nên mua một đôi giày có dây và một đôi giày slip on ở Vans? Và đến cái mùa hè thì thực sự hai cái đôi giày mà mình không thể thiếu vào mùa hè đó chính là hai đôi giày này, đôi Van Old School cũng như là đôi Van Vogt. Nó cái sự tiện lợi của nó cũng như là các bạn mặc vào nhìn cái bộ outfit của bạn thì cũng sẽ rất là clean. Về cái đôi giày này thì mình cũng thử khá là nhiều quần rồi. Mình thử cái quần jeans, mình thử cái quần sweatpants, mình thử cái quần thill pants thì nó cũng khá là hợp. Và cái đôi giày này khi mà mình mua về ấy, mình đã mang đi custom cái chữ là Yam Đạt. Thì đây là một cái chữ mà ở trên cái Instagram của mình, các bạn có thể follow cái trang Instagram mình ở đây. Thì mình mặc khá là nhiều outfit mà mình cũng sẽ up lên Instagram của mình để chia sẻ với các bạn. Phần dây giày của nó ấy, mình cũng lace ra luôn, mình cũng sẽ để lỏng ra để các bạn có thể mặc vào thì nó sẽ tạo lên được một cái sự gì đó nó ngầu hơn so với là các bạn buộc dây giày truyền thống theo kiểu bình thường. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách buộc dây giày này, và các bạn có thể áp dụng cái cách là lace dây giày này với cả cái đôi giày Van bình thường của các bạn cũng sẽ rất là đẹp. Và mình dám chắc chắn với các bạn một điều rằng là cái đôi giày Van Old School này không bao giờ bị lỗi thời luôn, mình hứa với các bạn một điều là như vậy luôn. Và về cái đôi giày Vans này của mình thì nếu như đối với cả cái đôi Old School bình thường cũng đều làm cái chất liệu giống hệt, là một lớp ở đây là một cái lớp bằng nhung hoặc là bằng da, bằng dạ gì ấy, còn ở cái phần này sẽ là bằng da và đây là một lớp vải. Thì nó là bao gồm là ba chất liệu. Các bạn nên cân nhắc cho mình về hai cái đôi giày Vans này mà các bạn nên có trong cái tủ đồ của mình, là đầu tiên sẽ là đôi Vans Old School, tiếp theo sẽ là đôi Vans Checkerboard. Mình thì cũng là một người khá là thích giày Vans, mình nhớ không nhầm thì mình đâu đó tận khoảng 5 đôi ở trong nhà cơ. Thì đều đôi, mỗi đôi này thì về cái giá thành của Vans ấy thì nó khá là rẻ, nó chỉ đâu đó quanh khoảng tầm từ 1 triệu đến 2 triệu thôi mà các bạn đã có một cái đôi giày Vans, một cái đôi giày thời trang mà có thể đi hợp trong tất cả mọi hoàn cảnh rồi. Và hai đôi giày Vans này nó là một cái thiết yếu của mình mà mình thực sự rất là cần nó. Nó có thể phù hợp với mình ở tất cả mọi trường hợp, mình đi chơi các thứ đấy thì mình đều mặc đôi giày Vans này, nhìn thấy bộ outfit các bạn sẽ rất là đẹp. Và nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.